Xong dịch vụ xô lưu nạp bóng ôn xa cho thầm mà đón tiên. Nói bên này dân chụp kênh mà đón tiên. Chúng mùi nàng ca riêng đàn trầy. Chúng mùi nàng xả lạc đàn trầy mà hà rất mùi nhu dịch school dựng nhóm. Bạn nói bên này nhóm mê riêng mùi thầm mây. Cái đôi chì mê riêng rùm lắc lưu nạp bóng ôn. Bạn dô lưu bì lì biếp nàng ca pra ạ cổ. Ta tha thơ đôi mà đách đàm bày dùng dô lưu bì lì biếp nàng ca pra ạ cổ. Rư cơ ta dùng dô lưu n đêm nơi e ôm mong tệ bà nó khá nông rút bằng môn mùi phải chỉ lúc nè bóng phôn dô lưu biếp nâng ca bột đọ con chạy lệ bằng đại đoài lại nó khá nông phía xa toàn trái phải chỉ lúc nè bóng phôn và cất thà biếp nó chưa chấm lại trăng ở vậy biếp rúa ở vậy lúc nè bóng phôn chấm lại nước trăng thà bấy bột bấy xa mà mang lúc nè bóng phôn tại vì luôn chậm lôi luôn nè bông bóng này chỉ chơi đập bay bột bay về phần muối vậy và đây nó không đông phải sàn đằng đấy cứ bay bột bay mà rạp ចាំបែកឲ្យចម្លើយខ្លាចចេញជា3 បូក 3 ស្មើ 5ទៅលើរូបមន្តមួយគឺបើយើងនិយាយពីអាកអពេលដែលយើងចុចនឹងការលេងអាកអដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាអាកអដូម៉ាសឺរេមីណឺមីមីណឺឡានឹងឡាដូចជាអាកអដូមីណឺរេមីណឺឬក៏រេម៉ាសឺបាទដូឌីមួយណុយបាទរេឌីមួយណុយអេបាទឬក៏ដូអមងទេបាទ អញ្ចឹងចំណុចនេះដែលលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាគិតថាវាសំឡេងដែលយើងបង្កើតនឹងការលេងនឹងកន្លងមកហើយលោកអ្នកបងប្អូនអាចបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបៀបនៃការយល់ពីការរាប់ចន្លោះនៅក្នុងនឹងការលេងអាកអប្រសិនបើយើងអត់យល់ពីរបៀបនៃការចន្លោះនៃសំឡេងការអង្កត់ថាសំឡេងយើងអត់ដឹងថាតើចម្ងាយសំឡេងចន្លោះសំឡេង ឬក៏ពីសំឡេងណោតមួយទៅណោតមួយពីខ្ទង់មួយទៅខ្ទង់មួយចម្ងាយប្រមាណនោះលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាពិបាកក្នុងការលេងភាសាលេងតន្ត្រីបន្តិចឬក៏ពិបាកក្នុងការចាប់អាកអប៉ុន្តែអ្វីដែលស្រួលបំផុតនៅក្នុង YouTube ឬនៅក្នុងកាហៅថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទូទៅវាអត់ពិបាកសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនក្នុងការចាប់អាកអប៉ុនឲ្យចេញជាអាកអប៉ុនមួយទេគេបង្ហាញពីខ្ទង់គេបង្ហាញពីពណ៌ color គ្រប់បែបយ៉ាងលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងការលេងនិងការចាប់អាកអប៉ុនឲ្យចេញជា Mother Miner Team Noi A ហើយនិងអូមងតេ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំរំលឹកមេរៀនលោកអ្នកបងប្អូនក៏ដូចជាការបញ្ញោចអារម្មណ៍លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបនៃការចាប់អាកអឲ្យយល់ពីតាមកម្រិតនៃការចន្លោះការប្រើចន្លោះនៃសំឡេងបង្កើតឲ្យចេញជាអាកអ្នកក្នុងទម្រង់អាកអប្រភេទ3សំឡេងដែលយើងអាចថា try at វាជាប្រភេទអាកអដែលប្រើត្រឹមតែ 3 សំឡេងលើសពីនឹងវាអាចចូលដល់អាកអ C7 9 អង្គឌូត្រៃអីចឹងទៅឬក៏តាមបែបភាសាបែបអង់គ្លេសគេហៅថា 7 9
ấy xanh xanh tiệt bà chẳng nông ca chấp à co rồi co bằng cát ở tranh chia à co nó con nông sầm lên bảy cầm rất đi cái ra sầm lên trăm đập bảy cái ra giá hạ số trăm đập bảy sầm lên nữa cứ dân bằng bằng cát ban tranh chia à co đôi chia major chord minor chord dim rồi còn dim mới nói chord ông mong té bà rồi có ông men thích rồi cái chết tùm rong này giống pra bay sầm lên đã bay bằng cát ở chân chia à qua muối thật nó không chọn lọ bay bột bay sầm pram mà đây luôn đã bong on soda thôi giống bay đã bay ở dùng vô bị bay bột bay sầm pram ta tam rút bằng muốn là bay đặt nhóm bàn bằng hai luôn đã bong on bà đi cái chia bay đã luôn đã chung ngọt chắc cái sầm này nó luôn là bằng con là dốt pe chẳng lo sầm lên cái là ăn cà vào rồi interval sầm lên bên cái này dân dễ bị interval sầm lên cứ dân mình khó chăm pe luôn nè bằng con dốt pe để biết là ca rút sầm lên cái lo máu đây chắc luôn nè bằng con dốt lại để biết là ca rút đại rồi bà chân trong sầm bằng hai ở dưới luôn nè bằng con dốt pe cầm rút sầm lên bên cái này dân dễ pe cầm rút sầm lên cứ dân bắt đam tranh pe sầm lên đâu cũng cho họ Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si, Đô. Chẳng phải cái này dân là dây bi sầm lên, cầm rớt sầm lên, sầm lên bình minh cầm rớt bỏ viên. Cái là tonic, supertonic, mê giang, sập dominant, dominant, sập sập mê giang, and lead, leading note, and chỗ đó, nào tìm bầm bấy cái là nào, ốc tài. Thứ hai là bảo phê trôi vào trong lo tìm mới hai là tổn định phê bạc chẳng bây giờ này dây bị cầm rớt chung môn này sầm lên cứ bây giờ này dây vậy bà ráng cả ra cầm rớt sầm lên tìm mối cả ra sầm lên ôi đi sống cầm rớt sầm lên tìm bí sờ gông chét cát cáng xích xích chiếm ọc tài trần lo ôi đi sống cứ trần lo nào sầm lên đôi khi nè bạc ta pe the gong cứ chần lo đồ rề bà rồi có ai tha sầm lên na cả bán đây ai ta sầm lên pi sầm lên bà anh ấy ra the gong ta pe chần lo bấy cái đấy chẹt đồ mì the gong ở nơi sông the gong chẹt rồi có dân cho nào na cả bán đây áo đại vi thân nó có nóng cầm rất chọn lọc bay ba tập bê chọn lọc bốn cát chọn lọc trám cắn xích xích chiếm đấy những hai đàn nó trong cái ghế những hai đó ốc tài ba mấy đứa đó ôi nị sống dựng gống chẹt cát cắn xếch xếch chiếm ốc tạc mình đang trần lọc xong đây này dựng gặp bông đẹp ra cứ trần lọc muối trần lọc bí trần lọc bay lọc buôn trần lọc pram của muối bớt lo lọ trần lọc bông bay đá đá muối ốc tạc nên người ta biết phải chạy cái tên này phía xa bà rạc dân bây giờ dân này dễ pi chọn lo sầm lên cái dân bàn thì lưu cầm rật sầm lên cầm rật muối cầm rật pi cầm rật bấy cầm rật bún cầm rật pram cầm rật muối cầm rật mập bớt cầm rật bầm bầy bây giờ ở đây đặt nhóm trong hai lô nào bông ôn ở đây đặt nhóm cặp bông này dễ nít cứ cặp bông này lo salon chanh pi chẹt cầm rật bầy chọn lo sầm lên cầm rật bầy chẳng bây giờ lô nào bông ôn dốt pi chọn lo cầm rật bầy bây giờ lô nào bông ôn khơi chầm lao muối cứ bởi sân và dân trong ban à co đô ma giờ mũi bài gì luôn nè bong bón cứ lên đô mi mi sol biết ha nhật ban sầm lên đô nhật ban sầm lên mi nhật ban sầm lên sol rồi có hạt tung đô tung mi tung sol luôn nè nằm bong bón nằm ban à co mới hai đã à co đô ma giờ bị pro bị đô từ mi cứ chia
ចន្លោះ3ពីមីដល់សល់ក៏វាចន្លោះ3ដែរប៉ុន្តែដល់ឡែកចម្លើយគឺ5គឺមានន័យថាពីដោទៅសល់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីចម្លើយត្រង់ថា3បូក3ស្មើ5ពីព្រោះគឺយើងកំពុងតែលេងស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ3ពីដោទៅមីឬក៏ពីមីទៅសល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានចម្លើយគឺចេញជាអាកោដូមីសលនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ5អញ្ចឹងមិនយើងបានជាអាកោដូម៉ាសដូមីណាដូឌីមូនីអេឬក៏ដូអំងទេនេះគឺជាកម្រិតចន្លោះ3បូក3ស្មើ5ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែរូបមន្តដែលស្ថិតនៅក្នុងដូម៉ាសដូមីណាដូអំងទេដូឌីមូនីអេវាមានរូបមន្តបោះវារូបមន្តនៃកម្រិតចន្លោះសំឡេងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនយល់ពីកម្រិត3លោកអ្នកបងប្អូនដឹងរបៀបនៃការចុចសំឡេងដូចទៅហើយមិនថាដូម៉ាសដូមីណាដូឌីមូនីអេដូអំងទេគឺយើងយកកម្រិត1 3 5ប៉ុន្តែចម្ងាយចន្លោះគឺវារូបមន្តខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងពេលរូបយើងនិយាយពីរូបមន្តបើយើងនិយាយពីរូបមន្តយើងនឹកចាំពីកម្រិតចន្លោះទៀតអានេះចម្ងាយនៃចម្ងាយអានេះក៏ដែរជាឈ្មោះនៃកម្រិតចន្លោះសំឡេងប៉ុន្តែចម្ងាយសំឡេងរបស់វាគឺយើងគិតពីដោតារ៉េគឺយើងគិតថា1តង1តង1កន្លះតង1តង1តង1តង1តង ឯណាកន្លះតង់នេះគឺជាចម្ងាយរយៈតង់នៃកម្រិតសំឡេងដែលយើងកំពុងដែរដាក់អញ្ចឹងប៉ះសិនបើរូបមន្តរូបមន្តដូម៉ាសធ្វើម៉េចឲ្យយល់ពីរូបមន្តដូម៉ាសគឺរូបមន្តមានន័យថាគឺយើងយក2 1កន្លះ2 1កន្លះយ៉ាងម៉េចមានន័យថាពីដូទៅមីគឺរយៈចម្ងាយពីតង់ពីមីទៅសល់រយៈចម្ងាយ1តង់កន្លះនេះគឺជារូបមន្តដើម្បីលោកអ្នកឲ្យយល់ពីរបៀបនៃការចាក់អាកោឲ្យចេញជាអាកោប្រភេទម៉ាសមានន័យថាយើងមានណោតទី1ទៅណោតទី3ចម្ងាយរយៈពេល2តង់អញ្ចឹងថាពីដោទៅរ៉េវា1តង់ពីរ៉េវាទៅមីវា1តង់អញ្ចឹងពីដោទៅមីវាបាន2តង់អោយើងបានពីណោតទី3ទៅណោតទី5ហើយបានចម្ងាយត្រឹមតែ1តង់កន្លះអញ្ចឹងយើងបានពីមីទៅហ្វាកន្លះតង់ពីហ្វាទៅសល់1តង់នេះគឺជារូបមន្តម៉ាសប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនចង់លេងអាកោអ្វីក៏ដោយគឺយើងចង់យើងយករូបមន្តបែបលក្ខណៈគឺចន្លោះ2 1កន្លះនោះយើងនឹងបានបង្ហាញចេញជាអាកោប្រភេទម៉ាសរីឯមីណឺគឺវាផ្ទុយទៅវិញគឺ1កន្លះ2អញ្ចឹងពេលកណាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចម្ងាយដូមីណឺយកឲ្យចេញជាអាកោដូមីណឺគឺបើវាមីពីដូទៅមីវា2ដែរហើយហ្នឹងហើយពីមីទៅសល់វា1កន្លះហ្នឹងមិនតែមិនបានចេញជារូបមន្ត1កន្លះ2តោះតែមីហ្នឹងមី B អធិស្ឋានមីហ្នឹងមី B B មកមែនណាយើងទម្លាក់ណោតកដាលឲ្យត្រឹមតែ1តង់កន្លះតោះដល់យើងដាក់មីនឹងមីបេម៉ល់អញ្ចឹងវានឹងអូតូម៉ាទិកប្រសិនបើមីបេម៉ល់រត់ទៅហ្វាវាចម្ងាយវា1តង់ហើយពីហ្វាទៅសល់ចម្ងាយវា1តង់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឌីថែលលោកអ្នកបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់បាទអញ្ចឹងសូមលោកបងប្អូនអាចយល់ទៅលើមូលដ្ឋាននេះមួយសិនមានន័យថាពីដូទៅមីអានទៅសល់អញ្ចឹងចម្ងាយពេលដែលយើងទៅសេបែបដូចនេះលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាយល់គឺមានថាយើងបាន2 1កន្លះអញ្ចឹងយើងបានជាអាកោមួយឈ្មោះថាដូម៉ាសអោប៉ះសិនមកយើងយកចេញជាអាកោរូបមន្តដូមីណឺយើងបានដូមីសល់ដដែលប៉ុន្តែតដមីនឹងមីបេមីបេម៉ល់អញ្ចឹងវាទៅជា1កន្លះ2ម្ដង
nít cái chiều rùa bốn này dân bằng cách ai chân chia có đồ mỹ nè ai cho bây dân trong ban chia có đồ đi một người ấy nhưng chẳng rùa bốn rồi đi một người ấy thì dân chân gì đồ mỹ bị mỏ sao bị mỏ nhưng chẳng cái ban chân chia có đồ đi một người ấy. Nè khá quá ta sẽ cái này đi. Quá ta sẽ nào phá lý nhé. Trong chúng đều nè bóng ôn ta nào phá lý nhé. Có vết thân nó không tung nào xóa bị mỏ đây. Bạn này bỏ lập sân luôn nè bóng ôn dấu với chiều nào phá. Nhưng phá bị con ta chiều nào tí buồn đi. Vì ở bàn cục lẹ cả nạ chanh chìa mùi bay pram. Cái ai dân hai ta cầm rất bay xùm lên mùi bay pram vậy tí. Nhưng chẳng, bà xanh bà luôn nạ bóng ôn prao nạ pha đi chứ. Cứ viết ọt trời tì. Ta tạm cái bốn này bà chạy cái tên này bà xa. À cả là trích đầy, này bà xa bà trời. Cứ viết ọt trời. Ta bắt đầu viết chung, tung đôi cái nế, xùm lên đôi cái nế. Bà nà này bà thân nó không ổng ạp một nịch. Cứ mà nà, tung đôi cái xùm lên tầm mối, tại vì mình chung một bì bạc. Nhưng chẳng chẳng mắn, có đô đi một nịch. Bà xanh bà dân nghĩa mà kháng đô ôm mong tề. Nhưng chẳng rút bà môn bà dớ cứ đố mi sol này hạt đố ôm bằng tè nhưng ở đây là nhóm bằng hai luôn nè bong ôn ở yolpi cầm rất bay sầm lén tẹt tơm chùm bôi năng cao bằng cái ạ có ở trên chia của mazer miner dimonui e ôm bằng tè mình tha tập hết ạ có lớn nên quy cho một cái đặc ngày vì thân nó không có tùng rung mũi bay bám mày bà bây giờ này dây bây giờ có mũi bay bám cứ dân trong sắp bơi từ lên nào thì mũi nào thì bay nào thì bám hay dân bằng cách ở trên chia sầm lên chia ạc qua mũi hay nó không tùng rung mũi bay bám lúc mà sân bây giờ này dây mũi tiết chẳng lo bị đô từ mỹ cứ chẳng lo bấy bị mỹ từ sau có việc chẳng lo bấy chẳng to tao bao việc mà năng bị mũi từ sau có việc mà năng chẳng lo bám chẳng mà nhóm ai bao được một môn mũi thà bấy bộ bấy mà bám chẳng phải chỉ luôn nạp bom ôn chống ngọc bà chẳng bà sân bao luôn nạp bom ôn miền chống ngọc luôn nạp bom ôn ai chat rồi có call rồi có tên cho nó không pay sala Maharat Music School có đôi chia channel nó không YouTube Maharat Music School được kia luôn nạp bom ôn nâng khơi ở đây là khi nhóm bạn bằng hai để lưu mê đến chỉ cho ra nó không channel có đôi chia không pay hay lớp bên nữa tiếp dương miền group nông ca và đó và đa luôn nạp bom ôn ở Yolpi để biết mình ca lên tặng lên tặng trư sức đây tặng bọt trầm riêng tặng trầm riêng tặng mẹ tốt mẹ tốt của bạp giang ở bài lông này ở dù cứ nó không nông thay được bao giờ cứ chung mua là Maharat online video cho nó không nông group bao giờ nút và chiếc group private chân chân lưu tật chân lưu này bóng là chiếc group private và đây chiếc group mới đẹp đó là chùm này đang lưu nạp mọc bốn ở dù phí lưu viêm là cả lên đang trai chùm mua đường trư sức đây đang trai ở bàn tràn chùm mua nâng và chạy cái tê đây lưu nạp mọc bốn cặp bông để chọn bàn bà hãy đọc bài này bằng này nhưng xong ở quân phát đài xong đọc bằng ca chùm này bên lùng miên đọc lại lùng nạc bóng ổn bàn mà sắc xa chùm mùi kia tẹo tông chùm mùi nâng ạc quốc bây xong lê hạt trai ạc khót tẹo tông chùm mùi nâng rút bằng môn mùi đã ai tha bây bốc bây xong mà bà ở quân lùng nạc bóng ổn bà xong chùm được liền.